Chào các bác, lại về thêm được một con máy chiếu NEC ME401X. Con này trước em cũng lên video cho các bác rồi. Đó, con này là độ sáng của nó là 4000 nancy lumen. Độ vân giải là XGA 1024x768. Tương phản là 12000 chia 1. Đó, tuổi thọ bóng đèn là 9000 giờ. Con này nó có thể chiếu được hội trường, lớp học, hát hò, karaoke ngoài trời, xem bóng đá đều ok các bác nhé. Đấy, các cái cổng kết nối của máy đây, máy còn rất là mới. Đấy, cổng kết nối mới, máy rất là đẹp. Đó, con này đây, hình ảnh của nó đây các bác, hình ảnh của máy đây. Đấy, cho các bác xem cái số giờ của máy đang sử dụng, 675 giờ nhá, còn 84% bóng đèn nữa, 84% bóng đèn. Chiếu ở môi trường sáng thoải mái các bác nhé. Đây là em đang bật điện này, bây giờ em sẽ tắt điện đi. Đấy, màu sắc của nó rất là đẹp, nó là chạy công nghệ 3 LCD nên là màu sắc nó rất là đẹp nhá các bác nhé. Đó, màu sắc rất là đẹp. Có tiếng Việt ở trong menu các bác, rất là dễ chỉnh nhá. Đấy, 2 cộng HDMI này, VGA, video, USB, loa trên máy rất to. Đấy, máy zin nguyên bản, chưa sửa chữa thay thế gì cả. Đi kèm với con máy này thì nó sẽ có một cái dây nguồn, một cái điều khiển zin của nó và một cái dây HDMI. Đó. Máy bảo hành cho các bác là 6 tháng. Giá của máy là 5 triệu rưỡi các bác nhé. 5 triệu rưỡi. Đẹp luôn, các bác có thể về dùng máy chiếu vào tường trắng hoặc là các bác có thể mua màn để chiếu vào. Đấy, em mở cho các bác một cái video karaoke nhé. Đây là cái video karaoke, rất đẹp. Chiếu lên màn thì cảm giác nó sẽ nhìn nó đẹp hơn, nó thật hơn các bác, là nó cảm giác như nó như kiểu mình 3D hơn đấy. Đây em sẽ kéo cái màn lên này. Đấy, kéo màn lên thì nhìn nó cảm giác nó không bằng màn được, nhưng mà các bác muốn tiết kiệm thì các bác có thể chiếu vào tường, tường trắng. Tường của em nó hơi bẩn. Đấy, ok nhá, các bác nào mà ưng thì liên hệ với em, giá 5 triệu rưỡi, em để số điện thoại ở phần mô tả. Các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Các bác xem video thì đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo, nhận nhiều cái video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả các bác, chào các bác.